Chào các bạn trở lại kênh Hiếu Già Vlog. Nay trời mưa nữa mọi người ạ. Giờ trời, anh hỏi xe đạp, anh chờ xe đạp vậy anh hỏi nè mọi người ơi. Mấy nay xe đạp nhiều anh em hỏi lắm ạ. Mà bây giờ nói chung cũng đang chờ hàng mọi người, giờ không biết khi nào mới về hàng nữa. Giờ cứ anh em ai cũng hẹn ngày mai, ngày mốt, ngày kia, tháng này, giữa tháng, cuối tháng, đầu tháng, các kiểu tùm lem á. Thật ra thì chán ghê á. Có mỗi năm nay là đã khá là khóa dở mọi kỷ lục về ngâm hàng trong cảng luôn mà. Mà mình không hiểu lý do gì sao. Nói thật thì bây giờ cuộc chơi của những ông tay to mặt bự mà mình đâu biết được đâu. Thì giờ hàng hóa mình mua khi nào về về đó biết đường đâu lần đâu. Mưa giờ cứ sáng nắng chiều mưa, trưa thì ẩm ướt. Giờ thì nói chung thì hôm nay quay chia sẻ cho anh em mấy món nè. Trước tiên thì đây là một cái câu chuyện buồn mà mình hay nói với anh em hoài, anh em mà chốt đơn hàng xong rồi cọc cọc á nè. Cái con xe này là cái con này là cái con xe rùa mà bánh xích mà lại có cái cẩu hôm trước mình quay cho anh em xem á, con cẩu unit 2 tấn cần là dài là 4m6. Thì hôm trước có rất là nhiều anh em hỏi mua cái con này. Đó là mình bán giá là 150 triệu. Xong rồi anh khách quen, anh chốt hàng thì anh đặt cọc là 10 triệu. Thì thật ra thì cái con này là mình mua á, là 130 triệu. Mình cẩu về thay bình, thay bọng các kiểu hết. Cẩu đi, cẩu về, thay bình, kiểm tra, vệ sinh nhớt nhau là nổ xong xuôi nữa hết là vốn là 140 rồi. Đó mình bán là 150. Thì ảnh chốt, ảnh cọc, ảnh bảo là gửi cọc 10 triệu. Thì mấy hôm anh lấy thì tới hôm bây giờ bạn biết một tháng rồi ảnh không lấy. Thì mình điện ảnh thì ảnh bảo là bây giờ không có tiền thôi thì mất cọc. Thật ra thì mình cũng không muốn lấy tiền cọc của anh em đi làm cái gì. Mà những cái trách nhiệm và cái lời nói anh em mua hàng thì anh em cọc thì thôi, đó là việc của anh em. Rồi anh em không lấy thì bắt buộc thì mình phải bớt cái tiền cọc của anh em cho cái người đến mua sau. Đó, cho nên là bây giờ mình bán giá vốn lại cho anh em là 130 triệu là trừ luôn cái tiền cọc rồi nha. Anh kia anh cọc 10 triệu, đó là 130 triệu. Hôm đó rất là nhiều anh em hỏi mua cái con cẩu unit 2 tấn này. Máy dân ma rất là ngon, im lắm mọi người. Đó, khổ một cái là giờ ảnh không, bây giờ ảnh chốt thì mình không bán thì cũng không được ha. Đây, máy là đè nhẹ cái nữa. Nói chung rất là im. Bánh xích thì còn rất là ngon, còn nguyên dàn cẩu là zin hết, không xì, không bọng gì hết. Đây, rất là nhiều anh em hỏi mua mà giờ chốt ảnh cái giờ từ chối mấy anh em khác là đã bán rồi. Bây giờ ảnh làm vậy thì nó sự thì mất tiếng mất tâm của mình cũng cảm thấy nó nản. Cho nên là rút kinh nghiệm, anh em là mua hàng cọc chắc chắn là không bán nữa, nói thật nè. Đó hôm trước nè, giá bây giờ mình bán con này về vốn cho anh em luôn, coi như lỗ tiền á, lỗ tiền bình, lỗ tiền nhớ các kiểu. Cho nên là lần sau anh em hỏi mua hàng đừng bảo chuyện cọc 50 triệu Hiếu nhận đâu. Thì anh em nào buồn thì chịu, giận thì chịu. Chứ mấy anh em nhiều khi cứ cọc xong rồi để đó, hoặc là một số anh em thì cọc xong rồi xin hình để chào giá chỗ khác ha, rồi bán, rồi được thì mấy ảnh lấy, không được cái mấy ảnh bùm hàng. Nói chung kiểu này là cái kiểu chơi mình không thích. Ok anh em, bây giờ mình bán sổ bán lỗ cho anh em con này. Lỗ nói chung khoảng vài triệu thôi. Thì tại vì thay cái bình, thay nhớt, xe cậu đi cậu về là hết 4 triệu rồi nè. Cậu về nhà Hiếu 2 triệu, cậu gửi dành cho anh em 2 triệu rồi 4 triệu, thay cái bình hết 2 triệu rưỡi là 6 triệu rưỡi. Nhớt mộng này kia kiểu cũng khoảng 8-9 triệu đó. Rồi, đó bán cho anh em. Có nghĩa là dương cao hết từ mặt đất lên tới là 6m7. Lên tới hết trên là 6m7 là lên tới khoảng cỡ lầu 2. Thì đó anh em nào cậu cây cảnh hoặc là cậu đồ đạc gì đó các kiểu ha. Hai cái trụ hai bên này mỗi bên ra thêm 1m nữa là hai bên ra thêm 2m nữa, ngay giữa khoảng 1m2 là khoảng ra 2m4 hết là để ra trụ các bạn. Máy dân ma 3 máy 84 hay gì đó, rất là êm, máy cực kỳ êm và chạy rất là ngon. 130 cũ, anh em nào chốt thì chuyển khoản, mình không nhận cọc nữa nha. Hàng kể từ bây giờ mình không nhận cọc để giữ cho anh em nữa. Anh kia cọc con xe nâng mà giờ chưa thấy trả lời trả vốn gì không biết sao đây. Bởi cho nên nhiều khi cũng rất là bực. Anh em mua thì không, giờ không bán. Giờ bán cứ nửa vời như vậy, phiền, rất là phiền. Với lại là hôm nay lên cho anh em một con xịt thuốc 500 lít rất là đẹp nha, mà nó bị về công bị cấn miếng cho này. Anh em cần vá thì hiểu vá cho này cho.
Đó, con này là chạy máy xăng, hai động cơ xăng nha, một động cơ xăng là để kéo cái đầu xịt. Đầu này là HB452, con này lưu lượng khá là lớn mọi người. Hai cầu dàn khung dàn gầm bao đẹp, cực kỳ đẹp luôn á nè. Không có cái khung các bạn, nó là y như khung xe tải mà không hề xét một miếng nha. Bánh là bánh béo ngoài sau. Hai cầu thì bao giờ cũng là bánh gai hết. Và một cái máy đằng sau là để dành chạy riêng cái quạt. Đó. Máy xăng nha, đây là máy xăng bình 500 lít bao anh em mà đẹp. Mưa nữa nè mọi người. Này. Con này là 38 triệu bao anh em vận hành, lắp bình mới, nhớt mới, test ok, clip bọng gửi cho anh em ha. Đó. Rất là đẹp, con này là bao đẹp luôn á. Dàn gầm con này mình rất là thích mọi người. Đây nè, nó không có xét miếng nào á. Rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn á. Máy là máy Yamaha, máy Kubota của đề nha, Kubota cò nha. Máy đời khá là cao, bình 500 lít. Bình là bao anh em không bể miếng nào. Hả, này anh em về xịt sầu riêng, xịt cái này kia rồi tèm lem. Nói chung là này, xịt nhiều thứ anh em xịt nha. Này làm trang trại, làm farm gì đó, hoặc là anh em xịt vườn. Nói chung là rất là ngon. Xịt đều, con này xịt đều khá là ok. Chiều cao lên khoảng mười mấy mét rồi mọi người. Nó sẽ chia ra 3 tầng bét để anh em xịt nè. Đó, một cái bét riêng lẻ để anh em có xịt thêm gì xịt. Đây là số nhanh, số chậm. Rồi này là vô để 1, 2, 3 là chạy, R là ra. Nói chung mấy cái này đơn giản mọi người, không có gì là khó hết trơn á. Vô cái đầu xịt nè. Rồi cái này là vô đầu xịt đó. Vô cái dây coro để kéo cái đầu xịt. Rồi đơn giản mà. Thì con này 38 triệu, nói chung con này là bao đẹp. Hôm trước mình nhớ có một cái chị nào đó dặn con này mình lâu quá không có, hôm nay có hàng lại thì nhiều khi mình không nhớ. Chị có xem clip thì alo Hiếu sớm sớm để Hiếu chốt hàng cho ha. Thì giống mấy chỗ tét tét một tí này Hiếu sẽ vá lại giùm cho chị nè. Đó giá cho anh em nào lấy. Thì cái này là composite thì mình sẽ vá lại như vậy ha. Còn zin hết nha. Không có chuyện sơn phết gì lại mọi người nè. Không có chuyện sơn phết gì lại nha. Zin hết đó. Đây, khá là đẹp nha. Đèn bồng trước là còn đầy đủ. Nó chỉ bị hai lỗi. Một là về cấn công bị lủng một chỗ này. Cái này là composite thì đơn giản, mình giá lại cho. Composite một thời mình chơi du thuyền cho nên mình dành mấy cái này mà. Rồi, 38 triệu một con nha. Rồi, hôm nay lên cho anh em khá là nhiều xe đạp nè. Xe đạp hôm nay nói chung là giá rẻ, giá mềm, không có mắc. Tại vì mình lấy cái số lượng nó nhiều thì sẽ rẻ hơn. Với lại là đợt này á là mình sẽ kiểm tra nhất là yên. Đợt rồi có một cái yên về bị gách anh kia. Anh la quá, Hiếu mày hứa bọc cho anh kia mà thật ra không gách nhiều, có chút lỗ chút xíu mọi người. Khổ như vậy. Cái con này là mọi người nhìn cái dáng rất là đẹp không? Nhìn nó rất là thanh mảnh không? Cong ngồi xuống, cong ngồi xuống. Đó. Mấy con này thì anh em về chạy con này là 1, 2 dĩa 2, 4, 6, 7 clip. Con này anh em về tập thể dục buổi sáng được kiểu là ngon ha. Đó, bánh bọng là ok hết nè. 700. Con này anh em cao từ 1m6 tới 1m8 chạy ok. Đó, con này giá cũng 9 triệu thôi mọi người. Khá là đẹp nha. Thì bây giờ tạm thời Hiếu quay những cái con như vậy đi. Khi nào yên mà con nào bị rách thì mình sẽ bọc lại giống như cái con này đi. Con này 6 triệu rưỡi thôi mà mình vẫn bọc cái yên mới lại cho anh em nha. Bọc yên ở Sài Gòn rất rẻ mà. Yên bọc có 100 ngàn, đơn giản mà. Đó, con này thì 6 triệu rưỡi nè mọi người. Thì anh em nào tùy cái khả năng, cái tài chính nha. Ví dụ dư giả một tí thì mua xe mắc một tí. Anh em nào vừa thì mua giá rẻ rẻ một tí không. Tập thể dục buổi sáng. Nói chung là hầu như là tất cả dòng xe đạp mình bán là hầu như là có clip. Chứ ít có một clip nè mọi người. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clip. Đề Shimano, thắng đùm rẻ Shimano. Ha, con này cái dè nó để rất là nhìn rất là mắc cười mà. Đầu gắn dè gắn thêm á, họ gắn thêm á, bên đó gắn nhưng mà không phải mình gắn nha. Zin đấy, họ gắn đấy. Đó, con này 6 triệu rưỡi nè, còn con này là 8 triệu. Con này sườn lớn, mấy con sườn lớn thì chỉ đợt này chỉ có 8 triệu thôi. Mưa nữa rồi, khổ ghê. Lên clip, con này có đèn. Đèn trước mọi người thấy không, khá đẹp nha. Đó, sườn nhôm, sườn lớn. Thì mấy con này 8 triệu. Ôi da, mưa, quay clip chưa xong nó mưa. À có con này nè, con này 8 triệu, con Hummer nè. Con này đang lấy cọng sên ra để vệ sinh, để ngâm nhớt, xong rồi lắp vô cho anh em. Hummer, niền dày nè ha. Đó mọi người, zin luôn nha, niền zin. Nhà hiệu à,
đó. Một dĩa và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lít. Một dĩa 7 lít Hummer. Thì con này vẫn 8 triệu. Ten 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 Hummer là bao giờ cũng màu vàng. Nó là đặc trưng. Khá đẹp đằng kia còn con rồi mọi người. Đó con sườn bự 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 Hummer. Chưa kiểm tra con đó, đang vướt lăn vướt lóc đó chưa kiểm tra. Con này 8 triệu. Anh em nào chốt thì alo cho Hiếu nha. Có số màn hình á. Để ghi giá vô thôi, lại quên nữa. Nhiều quá không nhớ hết được mọi người ơi. Cái nào ghi giá cái đó đi. Mình thì chơi công khai à, không có chuyện mà giấu giấu giếm giếm. Thấy một số ông đăng trên Facebook hoặc TikTok, Zalo các kiểu gì, cứ nhắn hỏi giá, cứ inbox mệt chi vậy. Anh em cứ báo giá trực tiếp giống Hiếu. Ok, anh em nào coi được thì lấy, được thôi, quan trọng gì đâu đúng không. Con này là anh em từ 1m65 tới 1m85 nha. Tại con này cao hơn nè, lớn hơn nè. Đó, con này là 9 triệu. Được, con này là đẹp. Cái đèn trước nữa nè, đèn trước là chạy đùm trong đây nha. Nó chạy từ cái đùm dynamo có trong đùm á. Anh em tập thể dục con này thì quá đã. Sáng đạp vòng ha. Xong rồi về đi làm cà phê, tám với bạn bè gì đó. Con này câm rồi còn đẹp, niền đùm vỏ viết còn đẹp hết nè. Nói chung là hôm nay phân khúc xe là giá rẻ không có mắc mọi người. Tại vì giờ chỉ về kiểm tra sơn bọng dĩa nhông các kiểu rồi, clip đùm gì đó, ok giao. Yên này sẽ bọc lại. Đó. Bọc yên lại. Cái cổ con này thì nó hơi nhúm cái màu này giống như là cái màu xi lót ở trong á. Còn cái ghi đông thì rất là đẹp nè. Ghi đông cổ rất đẹp đó. Tay thắng cũng đẹp luôn. Trước sau đẹp hết, về trước về sau nè. Đèn Shimano LED. Đó, LED Shimano. Để đấu cái dây cho họ về, thường thường là gỡ cái bánh ra trên họ cắt dây á. Đấu cái dây vô sáng à. Đó, con này thì 9 triệu. Và con này 8 triệu. Ờ đúng rồi, con này phải bán cũng 9 triệu, con này bọc yên. Sự a à, hiểu rồi, cái con này là nó hơi xét một chỗ ta lái này nha. Ta lái này thì anh em về mua ta lái bỏ vô cũng được. Như là cái cầm hơi xét. Mình là rất là rõ ràng mọi người, là chỗ nào xét gì đó thì mình nói rõ. Nhưng riêng đùm clip dĩa các kiểu thì rất là ngon. Bộ cầm anh em về thay một bộ trước bộ sau thì nó có khoảng 120-130 thôi. Niên đùm đẹp, dĩa clip ok đẹp, sườn đẹp. Đó nên con này bán 8 triệu. Thấy không? Nghe tiếng đạo. 8 triệu là anh em về thay bộ cầm này thôi, để chạy đi, khi nào hư thay không được, không sao hết. Riêng sườn nhôm cực kỳ đẹp nha. Mưa tới rồi mọi người, chán ghê đó. Đó, 8 triệu con này. Với lại có một con này là Dunlop. Ủa sao lại Dunlop? Dunlop là thương hiệu vỏ xe của mọi người. Con này hai phục, một phục trước, một phục sau, mà con này có 8 triệu rưỡi à. Con này mua cho bé trai đi học rồi ok, nhất nách nè. Bé nào cao khoảng cỡ 1,5m, 1,55m trở lên là ok rồi. Con này để dành chạy, gọi là xe đi hình. Vẫn là nhôm nha. Sườn nhôm. Ghi đông cổ nhôm. Phục trước. Ôi, con này thắng kiểu gì vậy? Thắng đùm. Thắng đùm ngộ vậy. Shimano luôn. Thắng đùm hay hả? Đẹp. Ồ, thắng ăn ghê đó nè. Đó, anh em nào mua cho bé trai chạy con này, chỉ bé trai thôi nha. Bé gái chạy thì hơi cá tính một tí. Nhìn nó hơi ngầu quá. Bé trai chạy là ok, nhức nách. 8 triệu rưỡi anh em. Đó, cỏ giả. Với lại bên đây 4 con nè. Có một con, 2 con gì giá phân khúc ra rẻ rẻ cho anh em nè. Con này 8 triệu rưỡi, con này sườn lớn nè. Con này nhìn giống như carbon mọi người, sườn rất là to. Ha. Sườn to, 3 dĩa, 7 lít. Cho nên là cái con này sẽ mắc là 8 triệu rưỡi và mình sẽ bọc lại cái yên. Cổ ngang nha. Đó, cổ ngang. Đèn trước mà nó không có, đèn trước thì bị tháo mất rồi, uổng ghê á. Anh em về lắp cái đèn vô. Mình thì mình không bao đèn nha, nói chung là xe zin có sao về đưa anh em vậy. 8 triệu rưỡi một con, có ba ga sao bằng nhôm. Con này 6 triệu. 7 lít và 1 dĩa sườn sắt. Cổ. Ê, con này sườn nhôm. Sườn nhôm. Thấy tưởng sườn sắt chứ. Nhôm đẹp không? Cổ rất là đẹp, tay lái ngang. Này cho này mua về cho nữ chạy được ngon lành, mà nữ nào phải cao cao nha, phải từ 1m6 trở lên chạy mới được con này á. Con này cũng là 6 triệu, con này sườn sắt nè, 6 triệu nè. Con này màu trắng, nhìn con này cũng hay hay. Đúng rồi, con này bán giá vốn rồi.
5,2 triệu mọi người. Bán mọi người 5,2 triệu, một dĩa là 7 lít nha. Anh em nhớ 5,2 triệu nha, nhớ thiếu sửa lại cho. Lại con này là 8 triệu. Đó, rồi mưa luôn mọi người. Con này cổ công 8 triệu, lên đùm lên clip ngay đây. Để nó luôn đi. Đó rồi mọi người, chán không? Vừa quay xong tới clip cuối cùng mới có 15 phút mưa. Rồi xong luôn, mưa lớn lên đi. Ai buồn biết liền, chắc ai buồn hiếu già buồn quá rồi. Xong mọi người chưa kịp lấy xe vô luôn. Sáng nắng chiều mưa chưa ẩm ướt thiệt mà chán ghê. Rồi mọi người, ai chốt món nào thì nhắn tin Zalo cho Hiếu nha. Hiếu sẽ gửi hình chi tiết và nhắn địa chỉ Hiếu gửi về cho. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại clip sau nha. Bye bye.